Em rất vui khi hôm nay đứng đây và được chia sẻ kinh nghiệm cùng quý anh chị đồng nghiệp. Và sau đây là bài chia sẻ của em. Đánh giá sự ổn định huyết động và chất lượng tĩnh mê của Depluran trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Phần nội dung trình bày gồm có 5 phần. Đầu tiên đó là phần đặt vấn đề phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Theo chuyên ngành ngoại khoa thì đây là một phương pháp tối ưu để điều trị bệnh lý viêm ruột thừa cấp. Mít trình chị anh kê sát lên nha vì không nghe được cái gì đâu. Dạ, em xin trình bày lại. Đầu tiên đó là phần đặt vấn đề phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Theo chuyên ngành ngoại khoa, đây là một phương pháp tối ưu để điều trị bệnh lý viêm ruột thừa cấp. Tuy nhiên, về chuyên ngành gây mê hồi sức thì đây là một thử thách, bởi vì với phương pháp phẫu thuật nội soi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hô hấp và tuần hoàn của người bệnh. Vì vậy, chuyên ngành gây mê hồi sức cần một thuốc duy trì mê êm, dễ kiểm soát độ mê nhanh, ít ảnh hưởng đến huyết động và tĩnh mê nhanh chóng. Và Depluran đang là một trong các sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Và ngay từ khi ra đời thì Depluran đã được các nhà nghiên cứu trên cả thế giới và tại Việt Nam nghiên cứu về ảnh hưởng của Depluran trên nhiều loại phẫu thuật khác nhau. Tuy nhiên hiện nay các nghiên cứu về ảnh hưởng của Depluran trên phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa cấp hiện tại còn chưa nhiều. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá sự ổn định huyết động và chất lượng tĩnh mê của Depluran trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Với câu hỏi nghiên cứu liệu rằng việc duy trì Depluran trong phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa cấp có đem đến sự ổn định huyết động và chất lượng tĩnh mê tốt hay không? Và để giải quyết câu hỏi này, chúng tôi đặt ra hai mục tiêu cho nghiên cứu của mình. Mục tiêu thứ nhất, đánh giá sự ổn định huyết động khi sử dụng Depluran trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Mục tiêu thứ hai, nhằm đánh giá chất lượng tĩnh mê khi sử dụng Depluran trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Và thiết kế nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu tuyến cứu mô tả cắt ngang với dân số chọn mẫu là tất cả các trường hợp được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa do viêm ruột thừa cấp tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Với các tiêu chí lựa chọn như sau, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa do viêm ruột thừa cấp, được gây mê toàn diện qua nội khí quản và duy trì mê bằng Depluran, người bệnh từ đủ 18 đến 65 tuổi và với phân loại sức khỏe ISA độ 1, đội 2. Và các tiêu chí loại trừ bao gồm người bệnh có tiền căn bản thân hoặc gia đình có tăng thân nhiệt ác tính, phẫu thuật nội soi chuyển sang mổ hở, người bệnh là phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú và người bệnh nghiện rượu nặng. Để tính cỡ mẫu cho nghiên cứu của chúng tôi sử dụng công thức tính cỡ mẫu trung bình một nhóm và dựa theo nghiên cứu của tác giả Nghiêm Thanh Tú, chúng tôi tính được N lớn hơn hoặc bằng 48. Tuy nhiên là trong nghiên cứu chúng tôi có 64 người bệnh đủ tiêu chuẩn và được chọn vào nghiên cứu. Các biến số của nghiên cứu như sau, tần số tim, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương tại các thời điểm là các thời điểm quan trọng trong gây mê và phẫu thuật được đánh dấu từ T0 đến T8. Ngoài ra còn có các biến số khác như là thang điểm BRST, thời gian tĩnh mê, thời gian rút nội khí quản, tác dụng phụ và thang điểm ao-nô. Thì giới thiệu sơ về cái thang điểm BRST như sau, bao gồm các tiêu chí là tăng huyết áp tâm thu, tăng tần số tim, đổ mồ hôi, chảy nước mắt. Và tương ứng với mỗi tiêu chí mà chúng ta ghi nhận được thì sẽ có số điểm tương ứng là từ 0 đến 2. Và theo tác giả Ivan, nếu BRST lớn hơn hoặc 3 điểm thì chứng tỏ người bệnh không đạt đủ độ mê và cần phải bổ sung thêm thuốc mê. Bên cạnh đó là bảng điểm ao-nô được mô tả như sau, sẽ là 1 điểm nếu người bệnh điềm tĩnh, sẽ là 2 điểm nếu người bệnh không điềm tĩnh nhưng có thể trấn tĩnh được, 3 điểm nếu người bệnh kích thích và cần các biện pháp kiềm giữ vật lý và 4 điểm nếu tình trạng người bệnh ở tình trạng kích động. Và các bước thực hiện trong nghiên cứu chúng tôi như sau, tại phòng mổ, người bệnh sẽ được khám tiền mê và được chấp nhận và được thu nhận vào nghiên cứu. Người bệnh sẽ được cung cấp thông tin và ký chấp thuận. Tại thời điểm này chúng tôi sẽ ghi nhận các biến số ở thời điểm T0. Ở trước phẫu thuật người bệnh sẽ được gây mê và được duy trì mê bằng Depluran. Tại thời điểm này chúng tôi ghi nhận các biến số T1 và T2. Trong phẫu thuật tất cả các biến số sẽ được ghi nhận từ T3 đến T8. Ở giai đoạn kết thúc phẫu thuật chúng tôi sẽ ghi nhận thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê, thời gian tĩnh mê, thời gian rút nội khí quản bởi bác sĩ gây mê. Ngay tại thời điểm tĩnh mê chúng tôi sẽ ghi nhận điểm ao-nô.
Em xin lỗi, em có chút trục trặc tí xíu. Dạ em xin trình bày là tiếp tục ạ. Dạ tại thời điểm tỉnh mê, chúng tôi sẽ ghi nhận điểm ao nô cũng như các tác dụng phụ. Về phương pháp nghiên cứu tiếp theo đó là về phần xử lý số liệu, chúng tôi sẽ xử lý tất cả các số liệu theo chương trình SPSS. Và sau khi xử lý số liệu trên 64 người bệnh chúng ta được nghiên cứu được thì sẽ có kết quả như sau. Về đặc điểm của cá nhân và các phân bố theo nhóm tuổi thì chúng tôi ghi nhận nhóm tuổi cao nhất là 21 đến 40 và chiếm 47%. Điều này tương đồng với tác giả Nghiêm Thanh Tú. Tuy nhiên khi so sánh với các tác giả Rin và Song thì chúng tôi ghi nhận. Tương đồng với tác giả Nghiêm Thanh Tú. Tuy nhiên khi so sánh với các tác giả nước ngoài thì chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt. Điều này là do sự khác biệt về loại phẫu thuật và dân số chọn mẫu. Về phân bố theo giới, trong nghiên cứu của chúng tôi có phân bố theo giới với tỷ lệ bằng nhau là 50%. Điều này tương tự với tác giả Đỗ Trọng Hải, Đu Sa và Cộng sự cũng có sự phân bố theo giới với tỷ lệ nam và nữ bằng nhau. Về phân bố theo BMI trong nghiên cứu của chúng tôi trung bình là 22,5 cộng trừ 2,6% và điều này tương đồng với tác giả Đinh Thị Phương Giang. Tuy nhiên khi so sánh với các tác giả nước ngoài thì chúng tôi ghi nhận có sự thấp hơn. Điều này có thể lý giải là do đặc điểm nhân cách học của người Việt Nam so với các nước là khác nhau. Về đặc điểm của phẫu thuật chúng tôi cũng ghi nhận thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê và kết quả của chúng tôi như sau: 70,0 cộng trừ 2 29 phút, đây là thời gian phẫu thuật, và thời gian gây mê là 85 cộng trừ 25 phút. Khi so sánh với các tác giả khác như là tác giả Nghiêm Thanh Tú, Nguyễn Thị Thanh và tác giả Choi thì chúng tôi có thấy có sự chênh lệch ít và kể cả chênh lệch nhiều. Điều này có thể lý giải là do các loại phẫu thuật trong nghiên cứu và có thể đôi khi có thể là do kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Để đánh giá sự ổn định của giai đoạn duy trì mê, chúng tôi ghi nhận nồng độ của thuốc mê. Trong nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ của thuốc mê được duy trì từ 5% đến 8% và cao nhất ở nồng độ 6%, chiếm tỷ lệ là 61%. Điều này tương đồng với nghiên cứu của tác giả Nghiêm Thanh Tú và cũng theo khuyến cáo của FDA khi mà ở giai đoạn duy trì mê, nên duy trì mê ở nồng độ thuốc mê là 2,5 đến 8,5%. Để đánh giá sự ổn định của giai đoạn duy trì mê, chúng tôi ghi nhận chỉ số tuần hoàn. Chỉ số tuần hoàn chúng tôi được ghi nhận đó là tần số tim, huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Và khi nhìn lên biểu đồ thì chúng ta thấy có sự biến thiên của chỉ số tuần hoàn ở giai đoạn T1, T2 và T3. Đây là các giai đoạn bắt đầu gây mê, đặt nội khí quản và bắt đầu rạch da. Thì điều này có thể lý giải là do Robofol chúng tôi đã sử dụng ở giai đoạn khởi mê. Thì Robofol là một thuốc chỉ định để gây mê tĩnh mạch và để đặt nội khí quản. Tuy nhiên là nó có tác dụng phụ là gây giảm huyết áp. Tuy nhiên cái sự biến thiên của chỉ số tuần hoàn ở trên biểu đồ giảm không có ý nghĩa lâm sàng. Và chúng ta ghi nhận ở giai đoạn từ T4 đến T8 thì các giá trị chỉ số tuần hoàn đã dần ổn định. Và điều này chúng tôi tương tự như nghiên cứu của tác giả Nghiêm Thanh Tú. Và dựa vào biểu đồ này, chúng tôi kết luận rằng tần số tim và huyết áp ít dao động trong giai đoạn duy trì mê khi duy trì mê với Desflurane. Và một điểm trong để đánh giá sự ổn định ở giai đoạn duy trì mê đó là kết quả của điểm BRST. Điểm BRST chúng tôi ghi nhận từ thời điểm từ T3 đến T8 là từ bắt đầu mổ 30 phút cho đến suốt cuộc trong cho đến khi mà kết thúc mổ thì chúng ta có kết quả như sau: 100% người bệnh đạt điểm BRST nhỏ hơn hoặc bằng 2. Và điều này chứng tỏ là và duy trì mê bằng Desflurane ở nồng độ từ 5% đến 8%, người bệnh của chúng tôi đạt đủ độ mê mong muốn và không cần thêm thuốc mê. Để đánh giá về chất lượng tỉnh mê, đầu tiên chúng tôi ghi nhận về thời gian tỉnh mê. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi như sau: 6,6 cộng trừ 0,9 phút. Và khi so sánh với các tác giả khác thì chúng tôi ghi nhận có sự khác biệt. Ví dụ như khi so sánh với tác giả Nghiêm Thanh Tú thì nghiên cứu của chúng tôi ngắn hơn của tác giả Nghiêm Thanh Tú, bởi vì trong nghiên cứu chúng tôi chủ động đắp ấm và sử dụng dịch truyền làm ấm cho bệnh nhân. Và điều này được làm rõ hơn trong nghiên cứu của tác giả Du Hồng năm 2018 khi tác giả kết luận rằng việc bệnh nhân được sử dụng đắp ấm và sử dụng dịch truyền làm ấm thì sẽ rút ngắn cái thời gian tỉnh mê. Và khi so sánh với tác giả Wegner thì chúng tôi ghi nhận kết quả của chúng tôi dài hơn của tác giả Wegner là do phương pháp gây mê của tác giả là đặt mát thanh quản và không sử dụng thuốc giãn cơ. Và tương tự đây là thời gian rút nội khí quản chúng tôi ghi nhận được trong nghiên cứu của mình là 7,4 cộng trừ 3 phút. Khi so sánh với tác giả Bùi Thị Thúy Nga và Natasha thì chúng tôi ghi nhận có sự khác biệt, đặc biệt là ở tác giả Bùi Thị Thúy Nga thì
chúng tôi có sự ngắn hơn so với tác giả Bùi Thị Thúy Nga là do thiết kế nghiên cứu của tác giả sau khi hóa giải giãn cơ, các bệnh nhân sẽ được xét nghiệm để kiểm tra và chỉ rút nội khí quản khi mà các xét nghiệm đủ tiêu chuẩn. Điều này nó làm kéo dài cái thời gian rút nội khí quản của trong nghiên cứu của tác giả. Về chất lượng tĩnh mê thì chúng tôi sẽ đánh giá bảng điểm ALNO. Bảng điểm ALNO trong kết quả nghiên cứu chúng tôi, người bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất ở nhóm bình tĩnh là 56,3%, ở chất lượng là ở người bệnh kích thích có 4 trường hợp chiếm 6,3%, và không có người bệnh nào là có điểm ALNO bằng 4. Vì vậy chúng ta kết luận là duy trì mê bằng Depluran cho chất lượng tỉnh mê êm dịu. Về các tác dụng phụ chúng tôi ghi nhận được bao gồm nôn, tụt huyết áp và ho. Ở trường hợp nôn thì chúng tôi không ghi nhận trường hợp nào là có người bệnh nôn, bởi vì nghiên cứu của mình chúng tôi đã dự phòng nôn và buồn nôn bằng NDC trong ở cuối mổ. Với các trường hợp tụt huyết áp thì chúng tôi ghi nhận 2 trường hợp chiếm tỷ lệ 3,1%, và theo tác giả Nguyễn Thị Thanh và Nghiêm Thanh Tú thì tụt huyết áp này là do thuốc mê tĩnh mạch Propofol, và tụt huyết áp này không có ý nghĩa trên lâm sàng. Và ở trường hợp ho chúng tôi ghi nhận được 5 trường hợp chiếm tỷ lệ là 7,8%, và theo tác giả Gao và Mackay thì ho là một phản xạ tốt nhằm bảo vệ đường thở. Vì vậy hai tác giả này đã kết luận rằng Depluran giúp phục hồi phản xạ đường thở nhanh. Và kết luận của nghiên cứu chúng tôi qua quá trình nghiên cứu 64 người bệnh gây mê bằng Depluran trong phẫu thuật nội soi có cắt ruột thừa như sau. Đầu tiên, kết luận đầu tiên là Depluran có hiệu quả duy trì mê tốt, ổn định huyết động trong giai đoạn duy trì mê với 100% người bệnh có điểm BRST nhỏ hơn hoặc bằng 2. Và kết luận thứ hai là Depluran cho chất lượng tĩnh mê tốt, ít tác dụng phụ, với kết quả thời gian tĩnh mê trung bình là 6,6 cộng trừ 0,9 phút, thời gian rút nội khí quản trung bình là 7,4 cộng trừ 3 phút, và kích thích sau tĩnh mê chiếm tỷ lệ là 6,3%. Dạ, bài báo cáo của em đến đây là kết thúc.